Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Cửa sổ Joy chi tiết gây băn khoăn trên Hyundai Tucson 2022. Nâng cấp nhiều tính năng, thay đổi thiết kế, tuy nhiên cửa sổ Joy là chi tiết khiến nhiều người dùng phân vân khi lựa chọn giữa hai phiên bản Hyundai Tucson 2022. Hyundai Tucson 2022 ra mắt người dùng Việt sáng ngày 27 tháng 12 với loạt nâng cấp về tính năng. Trong đó, hai phiên bản cao cấp nhất là Turbo 1.6 Turbo, hatchback và 2.0 đặc biệt trang bị gần như tương đương và có giá chênh lệch 10 triệu đồng. Cửa sổ trời chỉ có sẵn trên phiên bản Tucson 1.6 Turbo, hatchback, khiến cho nhiều người phân vân khi lựa chọn giữa hai phiên bản. Cửa sổ trời trên mẫu crossover Hàn Quốc kích thước lớn mang lại người dùng cái nhìn toàn cảnh khi mở, thậm chí mang đến cảm giác tiệm cận với những dòng xe mui trần. Bên cạnh đó, không gian cabin cho cảm giác nhận về sự thoáng đãng, nhiều ánh sáng và bớt bí bách với cửa sổ trời. Thậm chí với những người dùng có tính năng cách là phóng khoáng, yêu thích tự do, trang bị này có thể mang lại nhiều cảm xúc trên mỗi hành trình của họ. Tuy nhiên, kết cấu kính cũng mang lại những điểm bất tiện với cửa sổ trời. Với những vùng khí hậu ôn đới, người dùng có thể thoải mái sử dụng cửa sổ trời mà không lo nắng nóng. Tuy nhiên, ở vùng nhiệt đới hoặc là những cái vùng khí hậu thường xuyên nắng nóng, trang bị này lại trở nên bất tiện. Nhiều người sử dụng các hệ thống Tucson trước hay là sau đó là Santa Fe cho biết cửa sổ trời khiến cabin xe nóng hơn, đặc biệt là vào mùa hè. Mua xe có cửa sổ trời đã 3 năm nhưng tôi hiếm khi sử dụng tính năng này do thường đi ở các khu vực bụi bặm và khí hậu nóng nắng. Thậm chí tôi phải thêm chi phí làm cách nhiệt cho chi tiết này bởi cabin rất nóng vào mùa hè. Đó là chia sẻ của Tiến Thành, một người sở hữu Tucson đã nói. Theo tư vấn bán hàng của một đại lý Hyundai, cửa sổ trời chỉ là một trong những trang bị trên Tucson 2022. Người dùng nên cân nhắc các yếu tố về vận hành và nhu cầu sử dụng thường nhật để lựa chọn xe. Tucson 2022 1.6 Turbo phù hợp với những người dùng di chuyển với hành trình ngắn, trong khi bản 2.0 đặc biệt phù hợp với khách hàng hay đi dài. Tư vấn của bán hàng của Hyundai cho biết thêm, Hyundai Tucson là dòng xe có doanh số khá tốt tại thị trường Việt Nam, từng ở thế cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V. Nhờ giá bán và crossover Hàn Quốc này hiện thêm nhiều giá trị gia tăng, đồng thời tăng giá. Cửa sổ trời chỉ là một chi tiết nhỏ trong tổng thể tính năng của Tucson, khiến người dùng có những đắn đo riêng khi lựa chọn xe. Tại các đại lý, dòng xe này nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng và có cơ hội vượt qua doanh số đầu bảng của Mazda CX-5. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ngay phía dưới video này.